Quỳnh Trang, đại diện của công ty chuyển tiền City HSB và hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về cách sử dụng thẻ VIP của công ty chuyển tiền City HSB như thế nào nhé. Xin mời. Nhất, khách hàng nhấn vào English Guide. Bước thứ hai, khách hàng nhấn vào nút Deposit. Bước thứ ba, khách hàng cho thẻ vào máy ATM. Bước thứ tư, khách hàng nhấn nút Cash Issue in Japan. Bước thứ năm, khách hàng nhấn nút Enter. Và bước thứ sáu, khách hàng cũng nhấn nút Enter. Bước thứ bảy, khách hàng cho tiền giấy vào máy. Quý khách hàng lưu ý là chúng ta chỉ có thể nạp tiền giấy vào thẻ. Và bước thứ 8, đó là chúng ta xác nhận số tiền và nhấn nút Enter. Và bước thứ 9, chúng ta sẽ rút thẻ và phiếu chi tiết sử dụng ra. Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước chuyển tiền về Việt Nam. Và sau khi khách hàng hoàn thành thì sẽ có một tin nhắn gửi tới email hoặc là số điện thoại của quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn và ước mong được phục vụ quý khách trong thời gian tới.